Một đây 10 này, câu 1. Câu hỏi là điều hợp với suy nghĩ của tác giả thì chúng ta sẽ phải đọc hết bài. Người ta viết dưới đây. Hito ni nani ka iwarete, sore ga donna imi nan daro, doushite sonna koto wo ittan daro to hitori de kangaereba kangaeru hodo anata wa seichou shimasu. Khi mà chúng ta được một ai đó nói một điều gì đó đấy, thì nhá, đoạn này là cái đoạn mà thể hiện nội dung này, thì chúng ta thấy có trợ từ to. Khi mà chúng ta được một ai đó nói một điều gì đó ấy, nếu như chúng ta làm sao đây, chúng ta càng tự suy nghĩ đấy, ngữ pháp báo ô đồ là càng càng này, nếu chúng ta càng cố gắng tự suy nghĩ cái gì, suy nghĩ xem điều đó có ý nghĩa gì, điều đó tức là điều mà người ta nói ấy, đấy có ý nghĩa gì, rồi thì tại sao người ta lại nói cái điều như vậy, thì bạn càng tự suy nghĩ những điều người ta nói thì bạn sẽ càng trưởng thành. Để đoạn đầu tiên nhá. Gyaku ni ieba, nếu mà nói ngược lại này, jibun hitori de kangeru jikan ga nakereba. Vậy thì nói ngược lại, nếu như không có cái khoảng thời gian mà tự một mình ngẫm nghĩ, suy nghĩ những điều mà người khác nói, thì cho dù làm sao đây nhỉ? Cho dù các bạn có này, cho dù có nghe những cái câu chuyện tuyệt vời như thế nào đi chăng nữa, cho dù có đọc những cuốn sách hay có ích như thế nào đi chăng nữa, thì những cái suy nghĩ đó, những cái ý tưởng đó, nó không phải là thứ của các bạn. Đấy. Và người ta bảo là sao? Người ta bảo là nó như thể là một cái thứ mà totetsukete, totetsuketa là muri ni tsuke kuwaeta, có nghĩa là được thêm vào một cách cưỡng ép, đúng nhỉ? Giống như là việc mà được thêm vào một cách vô lý cưỡng ép vậy. Đấy. Con người ta sẽ làm sao này? Con người ta sẽ phát hiện ra, sẽ nhận ra ngay một cách đơn giản. Cái đó không phải là cái kiến thức thực sự của bạn. Rồi vậy thì cái bài này người ta nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại rất nhiều cái cụm từ gọi là tự suy nghĩ một mình. Đây, các bạn nhìn này, Hitori de kangae đằng sau này cũng có nhá. Vậy thì chủ đề của cái bài viết này ấy, mặc dù câu hỏi là điều hợp với nội với suy nghĩ của tác giả, nhưng mà cũng đáp án nó cũng sẽ liên quan đến cái việc đến cái chủ đề chính của cái bài này. Vậy thì nếu mà dựa vào cái hint tội như vậy ấy, chúng ta sẽ loại trừ được đáp án mấy, nó sẽ không liên quan gì đến cái CC vừa phân tích. Loại được mấy? Đúng Đúng. rồi, loại loại được 4 đúng không? Đúng rồi. 4 hoàn toàn không đề cập gì đến việc tự bản thân suy nghĩ đúng không nhỉ? 4 nói gì đây nhỉ? Để có được kiến thức thực sự đấy thì chúng ta nên gì nhỉ? Chúng ta nên tiếp xúc đúng không? Với những câu chuyện tuyệt vời hay là những cuốn sách có ích. Cái này sai nhá, không đề cập đến việc tự mình suy nghĩ này. Với lại gì nữa? Với lại ở trên người ta đang bảo là cho dù có như thế, nhưng nếu không tự ngẫm nghĩ ấy, thì những cái đó nó cũng sẽ không trở thành cái của bản thân mình được. Đấy. Nên là 4 sai. Vậy còn 1 2 3 bây giờ chúng ta xem cái nào sai này. Đặc biệt là các bạn thấy 1 2 là rất là giống nhau cái vế sau, khác nhau mỗi cái vế trước. Cái mục đích đúng không? Một nhá là để biết được về chính mình thì cần khoảng thời gian tự một mình suy ngẫm. Đúng hay sai? Sai. Sai, sai ở đâu? 自分自身 自身 を知るには Ừ. Mục đích là sai đúng không? Ở trên này hoàn toàn không có chỗ nào nói về mục đích là để biết về chính mình đúng không nhỉ? Chúng ta loại được một nhá. Hai này. Hito toshite seichou suru niwa, để trưởng thành như là một con người, để trưởng thành với tư cách một con người, thì cái việc mà thì cái quãng thời gian một mình tự suy ngẫm là cần thiết. Cái này đúng hay sai? đúng. Đúng đúng không? Đúng rồi. Bởi vì sao? Rõ ràng là ở câu nào có cái điều đấy các bạn. Câu đầu tiên. Đúng rồi, câu đầu tiên đúng không? Càng tự bản thân cố gắng ngẫm nghĩ thì mình càng trưởng thành. Như vậy trưởng thành là kết quả, là hệ quả, đúng không nhỉ? Đấy, như vậy đúng ở đây sẽ là số 2 nhá. Để trưởng thành thì cái này là cần thiết. Mặc dù là người ta cũng không nói hẳn ra là những cái biểu hiện diễn tả cần thiết ra ở đâu đâu, nhưng mà nó vẫn là cái đúng nhất rồi. Đấy. Ví dụ câu số 3 này. Câu số 3 là
自分一人で考える時間が長ければ良いアイデアが浮かぶ。Đó là nếu cái thời gian một mình suy ngẫm càng dài ấy, thì sao nhở, thì cái ý tưởng hay ho đấy càng nảy ra đấy. Cái này đúng hay sai? Sao? Không phải là dài hay ngắn đúng không, như vậy là sai đấy. Cái này cũng chính là cái việc học của các bạn đấy. Các bạn không chỉ nghe thầy nói mà các bạn phải tự suy ngẫm nữa. Đấy là lý do mà thầy bảo là làm bài làm đề xong cố gắng tự ngẫm nghĩ xem là tại sao sai thì nó mới có hiệu quả được. Chứ nếu không chỉ có nghe thì lúc các bạn nghe giải là các bạn em hiểu lý do rồi, nhưng mà nó vẫn không liên kết đến cái sự trưởng thành của bản thân đâu nhá. Cái việc tự ngẫm nghĩ rất là quan trọng. Câu đầu tiên là nghi bằng chính xác. Tiếp theo bài 2 này, bài 2 là một bài rất là nhiều số liệu đấy, nhưng mà thật ra nếu mà bài này bình tĩnh mà làm mà phân tích ấy, thì cũng không không khó. Chúng ta cùng xem này. Người ta bảo là Kaiwa tức là hội viên á, đấy hội viên nhá, thì dono yoni haraeba ika, hội viên thì sẽ nộp như thế nào đấy, nộp như thế nào, nộp cái gì, nộp này daiden ichigatsu kara tadaiden sangatsu made no kaihi, nộp hội phí đúng không, từ tháng 1 năm sau đến tháng 3 năm sau nữa đấy. Như vậy mọi người thấy nhá, là từ tháng 1 năm sau đến tháng 3 năm sau nữa. Vậy bây giờ mọi người thử lên bài mọi người xem này. Đây, mọi người thấy nó có khá là nhiều cái mốc thời gian. Ví dụ các bạn nhìn này. Đây, sẽ gạch một số cái mốc thời gian nhá. Đó, ít nhất là có ba cái này. Thì người ta nói gì? Người ta nói là nếu như trước đây ấy, là người ta sẽ thu vào tháng 12 tiền hội phí 1 năm. Đấy, tính từ tháng 1 cho đến tháng 12. Đây, cái này chắc là phải vẽ gọi là cái sơ đồ đơn giản một tí đúng không? Tức là ngày xưa Izen nhá, trước đây nhá. Trước đây này sẽ là từ tháng 1 năm sau Higatsu cho đến tháng 12 năm sau. Đấy, trọn vẹn là Ichinembun, trọn vẹn là 1 năm. Nhưng bây giờ người ta đổi rồi. Ima, đúng không? Bây giờ người ta đổi như thế nào đây? Bây giờ này người ta sẽ thu vào lúc nào? Người ta sẽ thu từ tháng 4 cho đến tháng 3 năm sau, cũng là tròn 1 năm luôn. Đấy. Từ tháng 4 này cho đến tháng 3 năm sau đúng không? Yokunen Sangatsu. Đấy, cũng là Ichinembun. Vậy như vậy nó sẽ phát sinh cái phần từ tháng 1 cho đến tháng 3. Đấy. Vậy thì nó sẽ phát sinh cái phần là từ tháng 1 Ichigatsu cho đến tháng 3. Chưa? Vậy thì để mà tính được cái gì nhở? Để mà tính được cái khoản tiền từ tháng 1 cho đến tháng 3 năm sau ấy nhá, thì các bạn sẽ cần phải tính được cái gì? Các bạn sẽ cần phải tính được hai cái này nó hơi liên quan đến toán một tí đúng không? Thứ nhất là chúng ta phải tính được cái gì? Chúng ta phải tính được từ tháng 1 cho đến tháng 3, và tính được cái gì nhở? Từ tháng 1 cho đến tháng 3 này. Tiếp theo là từ tháng mấy? Từ tháng 4 cho đến tháng Đến 3 năm sau, đúng tháng không? Thực ra thì gọi là toán thì nó cộng trừ rất là đơn giản thôi. Căn bản là khi đọc thì chúng ta bị rối bởi vì nhiều thông tin và chúng ta không đủ bình tĩnh để làm ấy. Đấy. Nhá. Vậy thì bây giờ xem này, từ tháng 1 đến tháng 3, đúng không? Từ tháng 1 đến tháng 3 là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền đấy? ngàn in Một một sen sen en đúng một không? sen Một sen en, và nộp vào tháng mấy? tháng một Nộp vào tháng tháng một 1. Ừ, đúng rồi. Đấy. Nếu mà giả sử nhìn nhanh để loại trừ thì loại trừ được mấy? một Loại trừ được mấy? Loại trừ được một với một. bốn Loại trừ được một luôn rồi á? Loại trừ được một chưa? một luôn tại vì tháng 12 là xem Không, nó đang chắc tách làm hai mà. Có thể là cái này thì sao? Cái này mình đang chưa xét. Em hiểu không? Đã loại được cái Lại gì chưa trừ nhỉ? tháng tháng bốn Hình như là chưa đâu các bạn ạ. Hình như thấy là à có cái ở loại được 4 tầm thôi. bốn Đúng rồi, 4 là bảo là tháng 4 nhá, là loại được thôi, còn lại 1 2 hay 3 nó đều có dính cái gì nhỉ? Tháng 1 năm sau và một tên đúng không? Đấy, bây giờ xem tiếp cái trước nhá. Cái từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau ấy, đúng không? Là nộp vào tháng mấy? tháng ba tháng tư Đúng rồi, nộp vào tháng 4 đúng không? Mức tiền là bao nhiêu? 4 sen
Đúng bốn rồi, mức tiền là 4 sen. Đấy. sen. Vậy thì chúng ta sẽ loại trừ được mấy nhỉ? Số 1. Rồi loại trừ được 1, tháng 12 là sai, loại trừ được mấy luôn nữa? Loại trừ được 2 luôn, đúng không? 2. Tháng 2 bảo nộp gom này, vậy chỉ còn mấy lớp phù hợp? 3. Đấy, 3 nhá, nếu mà các bạn tách ra ấy. Đây, nó sẽ gồm cái này này, đúng chưa? Và cái này thì cái thứ nhất ấy nộp vào tháng tháng 1 năm sau. Đấy, chính là cái phần từ tháng 1 đến tháng 3 năm sau. Đúng chưa? Tiếp theo là từ tháng 4 cho đến tháng gì nhỉ? Tháng 3 năm sau nữa. Đây các bạn thấy xa đây nên là tháng 5 sau nữa này. Đấy, thì sẽ phải là 4 sen và là tháng 4 vào tháng 4 đó. Nhưng mà một cái bài như thế này nhưng mà có thể là các bạn cứ bị sai bởi vì các bạn không có đủ bình tĩnh để các bạn làm. Nhìn thấy con số bắt đầu rối loạn lên. Tiếp theo, bài số 3. Một bài cũng nói chung là cũng thuộc loại tương đối là khó so với lại cái bài chắc là cái bài 3 với bài 5 là một trong hai bài khó nhất. Bài 5 là khó nhất trong năm bài đoạn văn, bài 3 thứ hai. Chúng ta cùng xem nhá. Bài này nó cũng lừa khá là ghê gớm này. Hichaniyoruto computer ga hito to chigau te wa nani ka? Theo tác giả ấy, thì điểm khác biệt giữa máy tính và con người là gì? Thì câu này nó có cái chỗ trọng điểm rồi, có point rồi, nó gọi là cái sự khác biệt đúng không? Thì nếu mà mọi người muốn làm nhanh ấy, thì các bạn hãy để ý cho thêm những cái chỗ có cái từ khác biệt đấy. Chúng ta sẽ thấy có câu đầu tiên có từ chigateru đúng không nhỉ? Đây nữa đúng chưa? Đấy, vậy thì các bạn sẽ nhìn trọng tâm cho sensei vào hai cái chỗ này nhá. Thực ra cái câu đầu tiên thì chắc là cũng chưa có đâu, bởi vì là đang giới thiệu vấn đề thôi. Câu đầu tiên nó bảo là hito to kikai wa chigatteru kara koso hokan si aeru no da という考え方がある。Tức là có một cách suy nghĩ như sau, đó là chính vì con người và máy móc khác nhau cho nên là có thể bổ sung những khuyết điểm cho nhau. Đấy rồi, câu tiếp theo này, đây đến luôn đoạn này nhá, để xem cái gọi là khác nhau là gì các bạn nhá. Nó bảo này, Shokino computer, à để ý đến cái từ gọi là computer thì đây computer đúng không, nhắc đến máy tính đúng không, vậy thì đoạn này là phù hợp này. Nó bảo nha, Shokino computer ga kekkou yaku ni tatta no wa ningen to mataku chigatta tanjun sagyo ga dekita kara de aru. Cái cấu câu là no, đuôi là karada đúng không, thì no này thay cho cái gì? Đuôi thay cho cái gì nếu kết cấu là như này hả? Điện Đuôi là cái no sẽ là gain đúng không, hoặc là diu lý do đấy. Cái lý do gì nhờ, cái lý do mà cái Shoki no computer là cái máy tính thuở ban đầu nhá, cái từ Shoki này đã từng có năm người ta hỏi trong đề thi cách dùng từ N2 đấy. Đấy, ở cái máy tính thuở sơ khai, thuở ban đầu ấy, nó cực kỳ có ích đúng không, cái cổ là tương đối khá khá cực kỳ ấy. Cái lý do mà máy tính thuở sơ khai nó cực kỳ có ích là bởi vì nó có thể làm những cái công việc tan dương, những công việc đơn thuần đơn giản đấy, khác hoàn toàn với con người. Đây, vậy mọi người thấy là cái điểm khác biệt rồi, đó là cái máy tính nó làm được những tan dương sa nhiều đấy. Vậy bây giờ người ta chưa nói rõ lắm, chúng ta sẽ thử xem ở dưới có tan dư sa nhiều không, chắc chắn là gần như không có, nhưng mà nếu mà bạn nào để ý ấy, các bạn sẽ mắc một trong hai lỗi. Thứ nhất các bạn thấy tan dư ở đây đấy, cái thứ hai các bạn thấy sa nhiều ở đây, các bạn sẽ phân vân một trong hai cái này. Mà xem tiếp nhá, người ta viết tiếp này, Nigen da to kurikaeshi no sa nhiều no naka de doushite mo omoikomi ga okoru. Người ta bảo là nếu là con người á thì trong cái quá trình, trong các cái công việc lặp đi lặp lại, à vậy thì chúng ta hiểu rằng tan jun chính là kurikaeshi đúng nhỉ? Đấy, những cái thao tác lặp đi lặp lại. Nếu là con người thì trong quá trình làm những công việc lặp đi lặp lại, kiểu gì cũng sẽ xảy ra cái omoikomi, kiểu gì cũng sẽ xảy ra cái gọi là cái sự đinh ninh, cái sự lầm tưởng. Vậy thì có đáp án rồi đúng không? Cái nào đồng nghĩa với tan jun và kurikaeshi?
KFC Đúng rồi, chính là onajisagyo, đúng không? Lặp đi lặp lại cùng một thao tác thì chính là nó có thể luôn luôn làm những thao tác giống nhau, được không? Đúng là bốn nhá. Đấy, đây là cái cách gọi là làm nhanh là như vậy. Rồi xem tiếp này. Computer ga tokki na no wa tsune ni itte no handan de aru. À, cái điểm mà máy tính nó mạnh ấy, đó là nó luôn luôn có những cái đánh giá nhất định. Chính vì vậy mà nó có thể chỉ ra, Shiteki là chỉ ra những cái lỗi đơn thuần mà con người mắc phải. Này, đây là đoạn còn lại. Bây giờ chúng ta thử phân tích những cái câu còn lại xem tại sao sai nhá. Câu 1 nào. Hito no tanjun na misu wo yosoku dekiru koto. Nào, câu 1 là gì đây? Có thể dự đoán những cái lỗi đơn giản của con người. Có phải dự đoán không? Có phải dự đoán không các bạn? Trên đây nó bảo là Shiteki tức là chỉ ra mà. Nó chỉ ra cho mình cái khác, nó dự đoán chứ, đúng không? Hai cái từ hoàn toàn khác nhau, chẳng có liên quan gì đến nhau hết nhá. Nên là chúng ta sẽ phải loại trừ cái này ra. Đấy. Nhưng mà có thể là nhiều bạn sẽ thấy nghĩ chắc là Shiteki giống Yosoku dùng dạng Inikae, nhưng mà chả Inikae gì nào hết. Nó chỉ ra cho chúng ta với nó dự đoán làm gì có liên quan gì đến nhau. Nếu như cái câu dưới này nó ghi là những cái từ chẳng hạn như này nhá các bạn nhá, ví dụ như là Kimetsu này. Đấy, nó thể hiện này, đấy, hay nó gì nhỉ, nó xa sự chẳng hạn, nó chỉ đấy thì may ra cũng có thể chấp nhận được, nhưng mà đây là dự đoán hoàn toàn không liên quan nên chúng ta sẽ không chọn một được. Cũng sẽ có bạn bị chọn hai đấy, các bạn sẽ nghĩ là Hito no nibai no ryo no shimoto ga dekiru koto, đó là nó có thể làm công việc với lượng gấp đôi con người. Các bạn bằng chứng là các bạn bảo là à bình thường sensei dạy là cái phần chú thích quan trọng, vậy bây giờ em nhìn cái chú thích em bảo là Baizo đây là nhì bai nhí quê. À vậy thì em nghĩ rằng là số 2 là đúng, nhưng mà rất tiếc là đấy là các bạn đã hiểu sai cái ý của người ta. Đây, bây giờ sẽ dịch cho các bạn cái câu, cái đoạn này xem tại sao các bạn hiểu sai ý của họ nhá. Nó bảo này, Onaji de atte wa imi ga nai to sai iikiru hito mo iru. Cũng có những người họ iikiru là quả quyết, cũng có những người họ quả quyết, họ khăng khăng rằng. À, đây là ngữ pháp nha mọi người nhé. Tề hòa là nếu mà A thì B là kết quả không tốt. À, có những người họ khăng khăng rằng, họ quả quyết rằng nếu giống nhau thì sẽ vô nghĩa. Vậy nếu giống nhau ở đây là cái gì giống nhau? Hả? Con máy tính à, máy móc giống Đúng nhau. rồi, máy móc và con người đúng không? Ừ. Ở trên đang bảo là chính vì máy móc và con người khác nhau cho nên là có thể bổ sung khuyết điểm cho nhau đúng không? Có những người họ còn mạnh miệng tuyên bố rằng nếu mà con người và máy móc giống nhau ấy, thì sẽ vô nghĩa. Đấy. Tại sao lại vô nghĩa này? Onaji mono ga futatsu atemo ryoteki na noryoku ga baizou suru dake de atte tsuteki na henka wa okorie nai. Họ bảo nhá, cho dù có hai thứ đúng không? Cho dù có hai thứ giống nhau thì nó chỉ tăng gấp đôi về mặt năng lực, về lượng thôi. Đấy, tức là lượng tăng gấp đôi. Vậy cái gấp đôi này có phải là gấp đôi cái lượng công việc của máy tính làm không mọi người? Không phải đúng không? Tức là khi mà chúng ta gì nhỉ? Khi mà chúng ta là con người chẳng hạn, khi tổ nhá, chúng ta làm được một đi. Đấy, có một cái giống nữa, đó là Kikai, là máy móc làm được một nữa. Vậy tổng lại sẽ là hai, là gấp đôi cái kiểu này. Chứ không phải là máy tính làm gấp đôi con người. Đấy, các bạn bị hiểu sai cái đó nên các bạn nghĩ rằng là cái câu số 2 là câu đúng, nhưng mà rất tiếc là không phải. Cái hai đấy là nếu có hai thứ giống nhau, tức là con người và máy móc. Đấy, mỗi cái một thì cái lượng làm được sẽ là gấp đôi, nhưng mà sẽ không có sự biến đổi gì về tất cả. Đấy. Thì cuối cùng chúng ta sẽ lựa chọn chính xác là 4. Cái câu số 3 nó bảo là có thể luôn luôn làm những công việc có cái tsuno takai, có cái chất lượng cao, thì chắc chắn là không có chỗ nào nói là chất lượng cao ở đây cả. Nên là sai, thứ nhất vẫn là thì ông bà. Tiếp theo này, bài số 4. Bài số 4 là bài điều một tốt một tsutai tai đúng không? Điều muốn truyền tải nhất. Đấy, thì sensei cũng nói rồi, điều muốn truyền tải nhất ấy thông thường nó sẽ nằm ở những cái đoạn kêu gọi đúng không? Thì mọi người sẽ thấy nhá, cái đoạn kêu gọi là nó có cái gì? Đoạn kêu gọi đây. Đoạn kêu gọi là onegai moshiagemasu. Đấy. Rất là mong sẽ làm cái việc phía trước. Vậy thì việc phía trước là việc gì? Việc phía trước là toàn bộ cái đoạn này. Đấy.
chúng ta sẽ xem thật kỹ xem là cái đoạn này nó nói gì nhá. Tai shono tehi o mochi no okekusama wa genzai fuyuai ga okite inakute mo muryo de shuri sasete itadakimasu no de desu desu ga o chikaku no hanbai ten made o mochi kudasaimasu yo onegai moshiagemasu. Các quý khách hàng mà có sản phẩm thuộc đối tượng này, cái này là quan trọng nha, thuộc đối tượng tức là có rất nhiều sản phẩm và phải là sản phẩm thuộc cái đối tượng người ta sở hữu ấy thì mới được. Những cái khách hàng mà có cái sản phẩm thuộc đối tượng của chúng tôi ấy thì cho dù hiện tại đấy, cho dù bây giờ ấy không xảy ra những cái phứ gai, không xảy ra những cái hỏng hóc, những cái sự cố, nhưng mà chúng tôi vẫn sẽ cửa cho các vị miễn phí, cho nên là hơi phiền một chút nhưng mà các vị hãy mang đến cái cửa hàng ở gần quý vị. Vậy thì các bạn sẽ tìm cái gần nhất, cái giống cái đấy nhất đúng không? Nào, chúng ta thấy nhá, một nhá, một có phải là yêu cầu mang đến không? Không phải đúng không? Một yêu cầu gì? Ok, xác Một nhận yêu cầu rồi. là kakinin shite hoshii, một là bỏ xác nhận, không phải xác nhận. Cái nữa là mang đến cửa hàng chỉ có mấy mấy thôi mọi người. Hai chi ba. Đúng rồi, chỉ có 2 với 3 thôi đúng không? Bốn loại vì sao? Kakinin Kakunin, đúng rồi, cái shite thứ nữa ấy, cái gọi là homepage, nó chỉ là phần gì? Now hoshii. đây đúng không? Now, ở now là Tsuka Joho, là phần thông tin bổ sung nhá. Vậy thì chúng ta sẽ không thể chọn được 4 đúng nhỉ? Và một. Vậy còn mỗi 2 3, 2 3 thì nó khác nhau ở cái vế gì nhỉ? Cái đằng trước thôi. Đấy. Nó là gì? Nó là toàn bộ sản phẩm này hay là sản phẩm thuộc đối tượng này? Nào, theo đúng như cái mà TC vừa nói thì nó là mấy, Trong các đối tượng nó à, là tam bằng đúng một không? Ừ, không phải là toàn bộ đấy. Có ai thấy sau khi TC chữa thấy nó dễ hơn nó vẫn khó thế. không? Nó vẫn khó à? Bây giờ xem nhá, dưới đây là một cái thông báo được gì nhỉ, được à, một cái thông báo mà một cái nhà sản xuất máy ảnh đăng tải trên một cái trang chủ nọ đúng không nhỉ? Thế cái chữ đăng tải đọc là gì ấy nhà thầy nhỉ? Kê sai. Dạ. Đây, kê sai. Nhưng mà cái từ này chắc các bạn N2 không được hỏi đâu. Cái từ này hai kanji đều là kanji N1. Ngày 8 tháng 10 năm 2019 này, thông báo liên quan đến sản phẩm Digital Camera là gì? Máy ảnh kỹ thuật số. Đúng rồi, máy ảnh kỹ thuật số. Thông báo liên quan đến sản phẩm máy ảnh kỹ thuật số BS ZG1. Sản phẩm máy ảnh kỹ thuật số của công ty chúng tôi ấy. Đấy. Người ta thông báo gì? Người thông báo nhá. Tạm thời đúng không? Đã chiêu xỉ. Tạm thời là chúng tôi đã dừng lại cái việc bán hàng đúng nhỉ? Đấy. Từ ngày 30 tháng 9. Lý do là gì các bạn? Lý do bởi vì phát hiện được cái gì? Phát hiện được Nguồn. lỗi Bởi vì phát hiện được cái lỗi đúng không? Cái hỏng của hóc ở nút nguồn. Dengen Botan ở nút nguồn, đúng rồi. Đấy. Sono ato no cho sa no kịch cờ. Kết quả tìm hiểu sau đó đúng không? Kết quả điều tra sau đó ấy thì chúng tôi hiểu được một điều rằng là gì nhỉ? Cái kono fugai, cái lỗi này nó sao? Nó xảy ra, nó xuất hiện chỉ ở trên cái sản phẩm có cái mã tố này đúng chưa? Cái loạt sản phẩm từ Đúng rồi đấy, cái sản phẩm mang mã số từ 29200 cho đến 29800 nhá thì có lỗi. Vậy người ta bảo là những khách hàng mà mang sản phẩm thuộc đối tượng, tức là đây không phải là ai cũng được mà phải thuộc đối tượng đấy, thì bây giờ mặc dù không có lỗi chăng nữa cứ mang đến chúng tôi sửa, chúng tôi xem cho đấy. Chốt lại là ba là chính xác, còn lại những cái còn lại là không chính xác. Tiếp theo này, bài 5. Bài 5 là bài có hiểu nhất trong 5 bài. Câu hỏi: Ok. Amari sansei dekimasen to aru ga naze ka? Có viết là không thể tán thành lắm, không thể tán thành mấy. Lý do là tại sao? Câu hỏi thuộc loại nguyên nhân lý do, đúng chưa? Thì thông thường với câu hỏi loại này các bạn làm kiểu gì? Tìm đến những câu cả Đọc đàn. hết à? tìm biểu hiện đúng không? Thì có biểu hiện trong đây không?
Đa cà đa. Được rồi, đà cà đà, đúng chưa? Chúng ta nhìn nhá. A này, đúng không? Đà cà đà. B. Đấy. A vì vậy B, vậy bây giờ hỏi nguyên nhân B thì chắc chắn là A rồi. Vậy thì cái A sẽ là cái nào? Cái A là cái ngay trước đây, có phải cái A là cái ngay trước không? Vâng. Đúng, cái A là cái ngay trước. Nhưng mà cái ngay trước đã thể hiện nội dung chưa? Chưa. Chưa đúng không? Ừ. Cái này nó chỉ là chốt lại thôi. Cái Đẹp quá. phía trước đúng chưa? Đấy. Cái câu này này mới là gì nhỉ? Nội dung của nó nhá. Rồi chúng ta xem nội dung cái này. Câu này. Tonohamen tanin niwa fugu wakaru no ni honin niwa ikkou ni wakaranai you na ichimen ga ningen ni wa arimasu. Này, người ta bảo là sao? Người ta bảo là một mặt khác ấy, một mặt khác thì ở con người chúng ta này cũng có một cái mặt, cũng có một cái ichimen, cũng có một khía cạnh là như sau. Có thể là người khác làm sao, có thể là người khác sẽ hiểu ra ngay, thế nhưng mà bản thân người đó đúng không, thế nhưng mà bản thân người đó, bản thân chúng ta lại làm sao, lại Không thể ikoni, hiểu được. đúng rồi, lại không thể hiểu được. Đấy, thì nó sẽ phải liên quan đến sự khác nhau giữa mình và đối phương, đúng nhở, giữa độc giả và tác giả. Vậy thì nó sẽ có cái ý nào liên quan đến đó ở trong đây? Đấy, các bạn thấy chắc chắn là nó phải liên quan đến cái sự hiểu biết và liên quan giữa nhà thơ, tác giả với lại độc giả. Đấy, thì ở đây có cái nào như vậy, các bạn thử nhìn kỹ bốn đáp án xem nào. Nhìn sơ qua thì là đáp án 3. Nhìn sơ qua là ba đúng không? Đấy, chưa chắc là đi thi đã chọn ngay được đâu nhá, cái này phải là cực kỳ có kinh nghiệm làm ấy thì mới hiểu được ý kiểu kiểu như thế, còn không ấy thì cứ phải đọc kỹ một tí, mà đọc mất thời gian quá thì chẳng hạn như nếu mà đọc mà mất thời gian quá thì thôi, chẳng hạn như đọc khoảng mất tầm khoảng 3 phút, hơn 3 phút rồi vẫn chưa ra được đáp án thì chọn lại một cái đi. Nói thật là cứ dành đến tận 5 10 phút để đọc một cái đoạn văn ngắn này là không hề, là một cách không hề khôn ngoan. Đấy, phải đi tìm những cái bài khác dễ hơn ở trung văn, trường văn, hay là so sánh, hay là tìm thông tin. Nếu mà thấy bài nào khó thì thấy rằng là mình học chưa đủ, học lại. Rồi, thấy là ba là tạm thời là đang giống nhất đúng không? Bây giờ Sensei đánh dấu đây một cái nhá. Đấy. Nếu như Sensei làm thì Sensei sẽ chọn luôn đấy, nhưng mà các bạn thì chắc bạn đã chọn được ngay đâu. Bây giờ thử xem này. Đây. Thử xem nội dung của toàn bài là gì để chọn một cách cho chuẩn chỉ nhất. Người ta bảo Takusha というものは大抵の場合自分の詩の意読者ではありえません。Cái nhân vật gọi là tác giả ấy, thì trong phần lớn các trường hợp lại không phải là một người độc giả tuyệt vời, lại không phải là độc giả thú vị, độc giả tốt của bài thơ do chính mình viết. Đại ý là một nhà thơ không phải là độc giả tốt, không phải là một người độc giả đúng đắn của bài thơ do họ viết. Đại ý của nó là như thế. Takuya sâu sắc ga te ga kokoro ni tsuyoku nokotte iite takuhin o kyakkan teki ni miru koto o samatageru からです。Người ta giải thích lý do này là bởi vì cái ý đồ sáng tác cũng như là cái quá trình sáng tác ấy, nó vẫn còn đọng lại rất là sâu đậm ở trong tim, và điều đó nó sẽ cản trở cái việc họ quan sát tác phẩm một cách khách quan. Đấy, tức là khi một tác giả họ làm ra một tác phẩm thì đó họ sẽ có ý đồ và họ sẽ có cái quá trình sáng tác. Đấy, khi mà nó còn những cái đó nó còn đọng lại quá mức ấy thì họ sẽ không thể nhìn nhận tác phẩm của họ một cách khách quan bằng độc giả được. Đa đề đa tệ, jibun no koto wa jibun ga motto mo yoku chitteru to omou desho. Dù là ai đi chăng nữa, có lẽ là đều nghĩ rằng cái điều gì? Đều nghĩ rằng cái điều này nhá, rằng cái việc của bản thân mình ấy là mình là người hiểu rõ nhất. Đấy, gà nhưng vậy thì chắc chắn là nhưng không phải thế đâu, đúng không? Chúng ta có thể từ đây chúng ta đọc thêm cái câu phía trước nữa này thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái việc của bản thân mình cứ nghĩ rằng là mình hiểu rõ nhất nhưng mà thực ra không phải. Ở con người chúng ta nó còn có một cái khía cạnh khác, rằng là người khác có thể hiểu ngay rồi đấy, nhưng mà cái bản thân người đó lại không hiểu được ngay đâu. Đấy, trường hợp
giữa trường hợp về thơ ca cũng như là tác giả của bài thơ nó cũng giống như vậy. Vì vậy mà sao? Vì vậy mà tôi không thể nào mà tôi tán thành được với cách suy nghĩ nói rằng là gì? Cái cách suy nghĩ mà cho rằng ấy, bởi vì tác giả bài thơ đang nói như thế này về bài thơ này, cho nên điều đó là đúng, thì tôi không đồng tình với nó. Đấy. Vậy thì đúng nhất đây, chính xác là số 3. Bởi vì sao? Ba nói này. Ta cứ xéo gỡ. Jikin no shio tanin yori wakatteru toa kagiranai kara. Đó là bởi vì không hẳn tác giả hiểu được bài thơ của bản thân hơn người khác. Đấy. Chính xác, nội dung mà chúng ta vừa mới tìm hiểu nhá. Còn lại các bạn thử xem. Một. Gì nhỉ? Kiwa dokusha jishin ga imi o kangeru koto ni igi ga aru kara. Là bởi vì bài thơ ấy nó có ý nghĩa trong việc tự bản thân người đọc suy nghĩ về ý nghĩa. Không phải. Ở đây nó phải có cái sự liên kết giữa sakusha và Thanin và người khác và độc giả, chứ không phải là chỉ có mỗi độc giả như thế này. Nên là câu 1 là sai này. Câu số 2. Câu số 2 là Kino kai shaku wa tadashii ka dou ka o kangaete mo imi ga nai kara. Là bởi vì cái giải thích cho bài thơ ấy, cho dù chúng ta có nghĩ xem nó đúng hay không thì đều vô nghĩa, không đúng, không có cái mối tương quan giữa hai cái đối tượng này. Câu 4 là bởi vì cái việc mà biết được cái ý đồ cũng như là cái quá trình sáng tác của nhà thơ là điều không quan trọng, cái này không phải. Đấy, đúng đây là tam bảo.